chính nhờ trang bị tư tưởng tiến công, chiến thuật không chiến của Bác chỉ đạo để giúp cho phi công Nguyễn Văn Bảy những đường bay đầy táo bạo, thông minh. Đó là trận đánh vào ngày 5 tháng 9 năm 1966 trên vùng trời Phủ Lý và Ninh Bình. Chiều hôm đó, Mỹ đưa một tốp F-105 vào đánh bom Cầu Xé. Theo sau là tốp F-4 bảo vệ. Phi công Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn được lệnh cất cánh nghênh chiến. Vừa nhìn thấy hai chiếc MiG-17, địch đã kinh hoàng quay đầu tháo chạy. Chúng đinh ninh rằng với tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh, những chiếc MiG-17 tốc độ chậm sẽ không làm gì được. Nhưng bọn chúng đã sai lầm. Nó thấy thì nó không tiếp chiến, nó không tiếp cận, nó không chơi với mình, nó định rút lui vì nó thấy tốp kia ra hết rồi. Bây giờ nó rút lui, nó không giáp sát với mình, nó vòng bên phải. Vòng phải thì bên phải có đám mây rất to. Bây giờ mình á, nó lai mình tốc độ nhỏ, mình đuổi theo nó sau lưng nó không được. Bây giờ phải đi tắt cái đám mây, đi vòng. Nhưng đi tắt cái này nó có quan trọng nhất là nếu mình đi sớm thì mình đưa lưng cho nó đánh. Còn mình đi muộn thì coi như mình không đuổi kịp nó vì tốc độ nhỏ. Nhưng mà khi mà tôi vừa qua đúng thì tôi thấy hai chiếc bay nó còn đang lượn theo hình con rắn này. Thì chiếc thứ hai tôi vào, tôi bắn một phát mấy lò đạn, mấy viên thì bắt đầu trúng, cắm đầu xuống cháy. Rồi tôi tách ra, tôi nói số 2 vô công kích, thì số 2 vô bắn hai phát, một loạt nữa thì coi như trúng rớt hai chiếc bay. Ngày 16 tháng 9 năm 1966, sĩ quan dẫn đường Lê Thành Chơn đã đưa máy bay của phi công Nguyễn Văn Bảy vào thế có lợi nhất, giúp ông tiếp tục bắn rơi thêm một chiếc F-105. Và như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Chỉ 6 tháng ấy đã giúp ông dày dặn kinh nghiệm hơn, càng có bản lĩnh chiến đấu hơn. Ngoài chiến thuật đánh đối đầu, biên đội trưởng Nguyễn Văn Bảy là một trong những phi công luôn phát huy lối đánh gần, đánh sáp lá cà mà không phải phi công nào cũng đủ can đảm áp dụng. Không chỉ bắn rơi máy bay địch, phi công Nguyễn Văn Bảy đã nhiều lần cùng đồng đội lao vào nhiều tốp máy bay đông đảo của giặc Mỹ đang mang bom vào đánh Hải Phòng, buộc chúng phải bỏ chạy tán loạn mà không thực hiện được hành vi tội ác. Ba chiếc kháo bắn như thế là rời ba chiếc, còn mình tôi biết sao, nó đặt ngạt đông quá. Tôi mới vừa ngắm thằng này thì thằng khác nó phải sau lưng, rồi tôi phải quay lại tôi đối phó thì mới vừa đối phó thằng này, quay chuẩn bị thằng này thì thằng khác nó lao vào. Mà mỗi lần nó lao nó bắn hai quả tên lửa, nó bắn tôi đến tất cả thì khoảng chừng hơn chục quả tên lửa. Nhìn thấy bầu trời cứ gì nó bắn ra tên lửa, nó bắn ra là nó có một cái vệt khói nó bắn ra. Cuối cùng là ba đồng chí bảo vệ tôi đó, coi như các đồng chí đánh rơi, các đồng chí báo thì các đồng chí xin rút lui, còn mình tôi ở là coi như nó bao vây. Tôi quyết tâm là tôi chơi cho đến cùng, nhưng mà sau đó một thời gian rồi cuối cùng nó cũng phải giãn ra, nó phải bay về để nó tiếp dầu đạn dược, nó tiếp dầu tôi được bay về sân bay cái ở sân bay Gia Lâm, tôi hạ cánh an toàn. Thì bữa đó là coi như là tất cả nó khoảng chừng hơn 30 mà mình có 4 chiếc bay. Thành ra chúng tôi phá được cuộc càn quét của nó, tức là xông vào giữa cái đội hình ném bom của nó thì bắt buộc nó phải ném bom để nó rút lui chứ nó không tiếp tục được. Vì nó tiếp tục vô thì nó sợ mình đánh nó. Thành ra cuối cùng là kết thúc cái trận, rồi tôi nói gọi là không phải tao ngộ chiến nhưng mà gọi là giáp lá cà để mà đánh nhau quần nhau rất kịch liệt. Nhưng sau khi mà nó tan rồi tôi cũng muốn chết luôn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1967, phi công Nguyễn Văn Bảy được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, một danh hiệu mà ông không hề dám nghĩ tới. Ông là một trong ba phi công đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu cao quý này. Khi Nguyễn Văn Bảy bắn rơi đến chiếc máy bay Mỹ thứ 7, thì Bác Hồ, vị lãnh tụ luôn nặng lòng với đồng bào miền Nam, đã có ý không để phi công Nguyễn Văn Bảy tham gia những trận đánh ác liệt nữa. Bác muốn sau này, đồng bào miền Nam có điều kiện gặp gỡ phi công Nguyễn Văn Bảy, con em mình, bằng xương, bằng thịt.
Ông Nguyễn Văn Bảy cũng là một anh hùng không quân, được nhiều lần mời tham gia đoàn chủ tịch các cuộc meeting lớn của nhà nước và là chiến sĩ không quân đầu tiên được bầu vào Quốc hội khóa 4 và khóa 5.